Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, nếu các vụ án đăng kiểm đồng loạt xét xử trong tháng 7 tới đây, thì dự báo sẽ có khoảng 91 trên 274 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc phải đóng cửa trong thời gian 3 tháng. Riêng tại Hà Nội, con số này lên đến 96% số trung tâm bị tạm đình chỉ, theo quy định tại khoản 10 điều 1 Nghị định số 30 năm 2023 của Chính phủ. Cục Đăng kiểm đánh giá nguy cơ ùn tắc đăng kiểm đang hiện hữu tại một số tỉnh thành và sẽ lan ra toàn quốc, đặc biệt nghiêm trọng tại các thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo danh sách các trung tâm đăng kiểm có nguy cơ bị tạm dừng hoạt động trong thời gian tới, toàn thành phố Hà Nội sẽ chỉ còn hai trung tâm là 2908D, lô 6, khu công nghiệp Lai Xá, Kim Trung, Hoài Đức và 2933D, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, km 18 đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai còn hoạt động.